Đội tuyển Việt Nam lúc này đang trong quá trình cách ly theo quy định sau khi trở về từ Dubai. Còn nhà vô địch Việt Nam cấp câu lạc bộ là câu lạc bộ Viettel lại chuẩn bị cho hành trình sang Thái Lan để tham dự AFC Champions League. Để đảm bảo tốt nhất công tác phòng dịch thì các thành viên của câu lạc bộ Viettel đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine trước khi lên đường thi đấu. Sáng nay, các thành viên của câu lạc bộ Viettel đã tiêm mũi 2 vaccine ngừa COVID-19. Cả đội sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 21 tháng 6 tới để tranh tài tại bảng F AFC Champions League với đương kim vô địch Ulsan Hyundai, Phantom United, đương kim vô địch Thái Lan và một đội bóng khác vượt qua vòng playoff. Năm tuyển thủ quốc gia là Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Thanh Bình đã có mặt tại Bangkok từ ngày 17 tháng 6 và duy trì tập luyện trong khách sạn để đợi hội quân cùng toàn đội. Thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ chỉ có 5 ngày để lắp ghép đội hình và chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với Ulsan Hyundai vào